Đây, đồ ăn bổ dưỡng, có nhiều omega 3 với lại magie, thư giãn thần kinh, ổn định cảm xúc nữa. Anh thì đẹp trai. Em thì đẹp trai. Mình đến với nhau thì mấy điểm, mấy điểm. 10 điểm. Bác sĩ Hồng Ngọc, lâu không gặp. Vẫn nhờ bác sĩ chăm sóc mẹ tôi để mẹ tôi vào viện nhé. Nhất định rồi. Nè, bỏ ăn đi. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau mà gặp lại là phải chờ 100 năm. Người ta làm đồ ăn cho cậu kìa, qua ăn đi. Nay em xin nghỉ phép về quê thăm mẹ, em tranh thủ em làm này cho chị ăn á. Cậu nghỉ phép với cả tôi đói, hai chuyện đấy không liên quan gì đến nhau nhá. Dạ. Dạ. Nè, mày xứng đáng. Có chuyện gì mà anh em tụ tập đông vui thế? Dạ em chào anh Thắng. Anh Thắng à? Bác sĩ Hồng Ngọc. Sao hôm nay bác sĩ rảnh rỗi đến thăm ai ở trong đội à? Ai đẹp trai nhất đội mình á anh? Ê da, đậu hũ sốt cà chua ngon quá này. Sao đứa nào biết anh thích ăn món này mà mang ra đây đấy? Mình lòng đấy anh. Mình làm với anh thích ăn thì làm cho anh ăn. Có thằng em đắn đồng tiền bắt gạo ấy. Này em tính làm cho. Được rồi anh, cảm ơn. Trời ơi quá ngon. Mấy điểm anh? 10 điểm. Không có nhưng.